Khá may mắn nên đứa con 9 tháng tuổi của chị Phượng chỉ bị thương nhẹ ở đầu. Trưa ngày 26 tháng 2, một nhóm đối tượng tụ tập ở khu vực này. Tiếng la hét khiến con chị Phượng giật mình. Chị vừa dỗ con vừa yêu cầu nhóm này ngừng chơi. Bất ngờ chị Phượng bị đối tượng tên Trần Ngọc Anh đã dùng gạch tấn công. Cũng hơi là con em nó không sao. Nó mới 9-10 tháng nó biết cái gì đâu em đang bế tính dỗ nó ngủ nó gục dây lên gục cái đầu vô dây em á mà nó đập cục gạch vô vậy mà con em đi chụp ct đi chụp x-quang nó không sao còn đây là đối tượng trần ngọc anh ở phường long hòa quận bình thủy thành phố cần thơ ngọc anh là hung thần của nhiều người vì hành động không ai đoán được không bằng lòng chuyện gì hắn sẽ tấn công đánh chửi bới dù đó là người già phụ nữ hay trẻ em cháu bé này là một nạn nhân của ngọc anh tới luôn thì sao nó không biết nữa nắm đầu em gì nè nắm lên rồi tác hai bên này sưng hai cái mặt rồi sưng cái đầu qua mấy ngày sau rồi đầu không được thấy nó ở đây vậy là sợ lắm nguy hiểm sợ nó đâm nó chém mình chết bất tử thôi chứ không có sợ gì chứ á quá lo lắng người dân đã làm đơn yêu cầu ủy ban nhân dân phường Long Hòa đưa Trần Ngọc Anh đi điều trị bệnh tâm thần do giám định của trung tâm pháp y tâm thần khu vực tây nam bộ kết luận Trần Ngọc Anh chỉ mắc bệnh động kinh nên quỹ ban phường không thể đưa đối tượng này đi chữa bệnh. Theo quy định thì cái giấy chứng nhận này là không đủ điều kiện để đưa vào trại tâm thần mà là phải có cái xác nhận của bệnh viện tâm thần là đối tượng này bị tâm thần mới đưa vào được. Còn cái này là chỉ là dạng động kinh. Vậy là sau mỗi lần Trần Ngọc Anh chửi bới hay đánh người, bà con lại nhờ quỹ ban phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ can thiệp. Chỉ vài giờ đồng hồ sau, y lại được thả về người dân lại tiếp tục sống trong nỗi lo lắng bởi không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo bị ngọc anh tấn công chửi bới